Mẹ ruột hoa hậu Nhí Bảo Ngọc xuống tóc, khóc 7 tiếng một ngày khi con gái bị YouTube thơ Nguyễn bóc phốt. Vào một ngày đầu tháng 11, Lê Huỳnh Bảo Ngọc, một diễn viên nhí triển vọng bất ngờ trở thành nạn nhân của hàng trăm, ngàn lời nói khó nghe trên mạng xã hội. Đây là lần đầu tiên cô bé phải đối mặt với những cơn bão trên không gian ảo. Bảo Ngọc chỉ là một trong số ít những nạn nhân của hành vi bạo lực trực tuyến đang diễn ra ngày nay. Điều này cho thấy bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của sự tấn công trên mạng. Lê Huỳnh Bảo Ngọc, sinh năm 2008 tại Cần Thơ, đã chia sẻ về những cuộc tấn công trực tuyến mà cô đã phải đối mặt, nhưng vụ việc nghiêm trọng nhất xảy ra vào đầu tháng 11 năm 2023. Nguyên nhân xuất phát từ một đoạn video kể về thời gian làm việc chung với một bạn diễn viên nhí của một nữ YouTuber nổi tiếng. Trong video này, nữ YouTuber đã chỉ trích nữ diễn viên nhí này với những hành động và thái độ không tốt. Mặc dù không tiết lộ tên của đối tác, nhiều người cho rằng đó là Bảo Ngọc và bắt đầu tấn công cô bé bằng nhiều cách khác nhau. Ngay sau đó, người quản lý và Bảo Ngọc đã lên tiếng khẳng định những clip này không liên quan đến Bảo Ngọc cũng như mẹ của Bảo Ngọc. Nếu như cô có những bằng chứng cụ thể hoặc cô dám khẳng định đó là Bảo Ngọc thì xin mời cô ra trước cơ quan chính quyền, báo chí để ngồi đối chất trực tiếp. Chúng tôi sẵn sàng đi với cô, ai làm sai người đó chịu, chứ đừng nói chuyện mập mờ gây hiểu lầm. Tôi đề nghị cô nên dừng ngay hành động này lại. Bảo Ngọc đã tỏ ra hoảng sợ và hoang mang khi trở thành nạn nhân của bạo lực trực tuyến. Cô bé cho biết, con gần như bị cô lập, có thể khóc bất cứ lúc nào, đồng thời có hành vi mất kiểm soát như la hét, thậm chí tự làm tổn thương bản thân và từng hai lần nghĩ tới việc kết thúc cuộc sống vì khủng hoảng. Bảo Ngọc cũng chia sẻ rằng cô đã phải nghỉ học hơn một tháng trở lại đây và không hiểu vì sao mình lại đột ngột trở thành nạn nhân của bạo lực trên không gian mạng. Bà Trần Kiều Oanh, mẹ của Bảo Ngọc, cho biết bà không thể tin được khi chứng kiến gia đình bị tấn công dồn dập từ nhiều phía. Không chỉ trên mạng xã hội, mẹ con bà còn bị kỳ thị và bị tấn công ngay trong cuộc sống hàng ngày. Bà Kiều Oanh chia sẻ, ngày 8 tiếng, hai mẹ con khóc tới 7 tiếng. Bảo Ngọc đã từng có lần nghĩ quẩn, nhảy qua cửa sổ chung cư, may mắn tôi kịp kéo lại. Khi đó, chúng tôi chỉ biết ôm nhau mà khóc. Những lời kể của bà Kiều Oanh khiến người nghe không khỏi xót xa. Lê Huỳnh Bảo Ngọc, sinh năm 2008, là một ngôi sao nhí được nhiều khán giả biết đến qua nhiều vai trò như ca sĩ, diễn viên và có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Cô bé từng đạt giải Á quân gương mặt thân que nhí vào năm 2015 và tham gia trong nhiều dự án nổi tiếng như chương trình Đồ Dê Mí và phim sitcom Gia Đình Là Số 1/2. Ngoài ra, Bảo Ngọc còn phát hành MV Ghét Của Nào mà cô bé viết kịch bản và tham gia quay. Câu chuyện của gia đình bé Lê Huỳnh Bảo Ngọc gợi lên những suy ngẫm về tình trạng bạo lực trực tuyến, đặc biệt là đối với những nạn nhân trẻ tuổi. Điều này làm nổi bật tầm quan trọng của việc đưa ra các biện pháp phòng chống và bảo vệ trẻ em trước những tác động tiêu cực từ không gian mạng. Mong rằng câu chuyện của Bảo Ngọc và gia đình sẽ góp phần tạo ra sự nhận thức và sự chú ý đối với vấn đề này, từ đó xây dựng một môi trường an toàn và lành mạnh cho tất cả mọi người trên Internet.